Email like a pro. Cách phản hồi email tiếng Anh của đối tác thật chuyên nghiệp chỉ với một click chuột. Hãy dùng ngay AI Rewrite. Đề xuất những cải tiến về ngữ pháp, phong cách viết và mở rộng từ vựng chuyên ngành. Bước 1. Tải tiện ích eJoy Extension về Chrome. Bước 2. Viết sườn ý nội dung email. Hi Jean, how's it going? I want to know more about your future plan. Would you be able to send something to me as soon as possible? Cheers, Linh. Bôi đen. Ấn vào biểu tượng giọt nước của eJoy. Nhấp AI Rewrite. Tùy chỉnh phong cách viết. Tông giọng. Chen-den. Dear Jean, I hope this message finds you well. I'm eager to learn more about your forthcoming endeavors. If it is convenient for you, could you kindly share the details with me at your earliest convenience? Thank you in advance and warm regards, Linh. Không cần phải đau đầu mỗi khi viết email phản hồi khách hàng nữa. Tải ngay eJoy và sử dụng tính năng AI Rewrite và cho mình biết cảm nhận của bạn nha.